Hi, xin chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Thuận Phát. Mình đang học tại trường Langara College, ngành Web and Mobile Development and Design. Mình vừa nhập học vào tháng 9 và mùa thu năm nay, năm 2021. Về lý do mình chọn Canada thì thứ nhất là học phí ở Canada rất là hợp lý với điều kiện của mình. Bên cạnh đó thì chất lượng giáo dục rất là tốt. Thứ hai là mình tham gia chương trình SDS là Student Direct Stream, miễn chứng minh tài chính phù hợp với khả năng của bản thân mình. Và mình cũng đã cân nhắc đến các trường ở Toronto và Alberta, và thấy là với mình thì chương trình ở Langara là phù hợp nhất với cái chuyên ngành của mình. Ban đầu lúc mình tự tìm hiểu về cách làm hồ sơ trên mạng thì thật sự là có quá nhiều thông tin đi, khiến mình bị rối và đâm ra mình lo lắng không biết phải bắt đầu từ đâu cho nó đúng. Và cho đến khi là mình can đảm để mình đi đến IDB và mình gặp các bạn tư vấn viên bên IDB thì mọi thứ từ đó bắt đầu đơn giản hơn rất nhiều so với mình. Vì lúc mình làm hồ sơ thì mình còn đang đi làm và mình không có nhiều thời gian. Nhưng may là các bạn nhân viên của IDB đã giúp mình trả lời các thắc mắc về trường, tìm trường cho mình phù hợp với, tìm các khóa học phù hợp với mình, và hỗ trợ những thứ như là dịch thuật, công chứng rất là nhanh gọn mà mình không cần phải đi đâu thêm cả. Học kỳ đầu của mình ở Langara là học 100% online. Cái lợi của học online với mình là các bài giảng đều được ghi âm lại trước, nên có thể là mình có thể học theo tốc độ riêng của mình. Nếu mà không hiểu thì mình có thể nghe đi nghe lại và nhiều lần để giúp mình hiểu hơn. Cái tiếp theo là mình có thể tiết kiệm được thời gian di chuyển từ nhà tới trường. Tóm lại là tuy học online cũng tiện, nhưng mà mình cũng rất là mong sớm được cho tới học kỳ tới để được học offline và mình có thể gặp được bạn bè trong lớp. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thì mình xin gửi tới lời cảm ơn tới IDB và các nhân viên của trung tâm IDB, các anh chị đã giúp đỡ cho mình thực hiện được giấc mơ du học của mình thành sự thật. Cảm ơn các bạn, các bà và các anh chị tư vấn viên đã nhiệt tình hỗ trợ trong suốt thời gian qua, không chỉ là lúc mình làm hồ sơ mà cho đến khi mình qua bên này nhập học rồi mà các bạn vẫn luôn theo dõi và nhắn tin hỏi thăm, là mình rất là cảm động. Mình chúc các bạn, các anh chị thật nhiều sức khỏe và chúc cho IDB luôn sẽ giúp đỡ được các bạn học sinh để thực hiện được giấc mơ du học của mình trong tương lai tới thật sự rất nhiều.